Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân xã Ngũ Lão tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa 20 nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Đương, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện. Kỳ họp lần này, các đại biểu đã được thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, báo cáo thu chi ngân sách xã năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, báo cáo của Thường trực Ủy ban nhân dân xã về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân xã năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Theo các báo cáo trình tại kỳ họp, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân xã Cũ Lão đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các thôn xóm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Theo đó, tổng giá trị thu nhập ước đạt trên 604 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Chủ đề năm của huyện tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách nhà nước, giải phóng mặt bằng, cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới các xã được các cấp các ngành đoàn thể xã tập trung thực hiện. Công tác quản lý đất đai được tăng cường, lĩnh vực văn hóa, chế độ chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo trực tiếp của đảng ủy, sự phối kết hợp của thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã cùng các ban ngành đoàn thể, hoạt động của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu hội đồng nhân dân xã khóa 20 tiếp tục được duy trì thường xuyên. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, hoạt động của hội đồng nhân dân xã đã thể hiện được tính liên tục và kế thừa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, xã Ngũ Lão đề ra các giải pháp tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân xã, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương, thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt của người dân. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Đương, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà xã Ngũ Lão đã đạt được. Đồng chí cũng thông báo kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tới đông đảo cán bộ và đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân xã cũng thông qua các nội dung như thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình các ý kiến của cử tri và nhiều nội dung quan trọng khác.